Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2023. Chiều hôm nay 30 tháng 10 là miền Nam trên kênh nó về. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 31 tháng 10 trên đài Bến Tre Vũng Tàu và Bạc Liêu. Đài Bến Tre mình dự đoán cái cặp 46-64. Đài Vũng Tàu mình dự đoán cái cặp 16-61. Đài Bạc Liêu mình dự đoán cái cặp 47-74. Bà con hãy tham khảo. Chúc anh chị em và bà con nhiều may mắn.